Phụ nữ lúc chưa được mình nói ngon lắm. Anh là cục vàng của em, anh là cục ngọc của em. Nhưng sau khi được mình rồi, làm đúng cũng bị chửi. Khốn nạn nhất mà mình phải chấp nhận đó là cái người mà mình yêu nhiều nhất trong đời, đa số là cái người yêu đối xử tàn nhẫn nhất với mình. Họ vô tình là cái thứ mình cần nhiều nhất, nhưng xui cho mình lại không phải là loại cảm giác tối thượng của họ. Một ngày nào đó, khi bạn đã nếm đủ sự tàn nhẫn của xã hội, áp lực của đồng tiền, tình yêu vốn bất kham, lòng người đầy hiểm ác, bạn sẽ nhận ra rằng mái hiên nhà người khác có rộng đến đâu cũng không bằng một chiếc ô cho riêng mình. Mỗi ngày nhắc nhở chính mình hãy chọn, chọn chân thành để sống, chọn tử tế để đối xử với người, chọn việc ý nghĩa để làm, chọn lời dễ thương để nói, chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời, chọn bước nhẹ đôi chân để tránh làm tổn thương những nơi mình đi.